Có một cái chuyện là cái thằng đó nó nhắn bảo chào em thôi mà đã vẽ ra 7749 khung cảnh tương lai rồi. Con Nga thì được cái trắng xinh, nhiều trai theo đuổi lắm, nhưng vì cái mỏ hổn mà không ai trụ nổi 2 tuần. Có ai đời đang đi first date với trai mà có cu cậu dân tổ lướt qua va vào chân nó. Con bé bảo anh trai kia phóng lên, nó quật cho thằng đấy vài mũ bảo hiểm rồi tiện thể hỏi thăm cả số bố mẹ của thằng cu đấy. Con Ngọc thì đô con, cao như cây cổ thụ, chiều cao 1m77 của nó là trở ngại với mọi chàng trai định tiến đến, nhưng mà là lợi thế lớn nếu mà có xô xát ở ngoài đường. May sao trong nhóm có em là còn bình tĩnh nhất, mỗi khi có sự vụ gì là em phải hết mình can ngăn ba đứa nó ngay. Chứ một cái thì mỏ hổn, một đứa mỉa mai chăm chọc, lại một đứa to vật ánh mắt thách thức, kiểu gì chả lao vào choảng nhau. Nhưng ông trời không lấy đi của ai tất cả. Mặc dù ba đứa nó không dịu dàng gì cho lắm, nhưng mà được cái mắt nhìn người lại chuẩn cực kỳ nha. Có anh nào tán em gửi cho bạn nó xem phát là biết anh ta có dây dưa gì với người yêu cũ không, có phải là mama boy không, mà lần nào cũng chuẩn đét mới sợ chứ. Mãi đến gần đây có một anh tán em, tính cách lẫn ngoại hình đều ok, thế là em mới rủ đi ăn cùng bọn nó để xem chốt anh này được không. Em đi trước đến cùng ba đứa bọn nó, còn anh kia tự đến sau. Tranh thủ lúc chờ, em vào nhà vệ sinh sửa soạn lại một chút. Mấy phút sau đã nghe tiếng ầm ĩ ở bên ngoài. Chạy ra thì thấy các bạn đang cãi nhau với một anh trai. Con Ngọc cầm sẵn cái ghế nhựa trên tay rồi,